Cái mặt nghe thế chứ nhỉ. Thoăn thoắt thoăn thoắt rồi. Bây giờ tót cái là lên cầu thang rồi. Đi tìm đồ chơi rồi. Ông đi tìm đồ chơi hả? Cái rượu của bố đi đâu ấy? Hả? Đi đâu? À đi đâu? À đi lấy đồ hả? Lấy đồ gì ấy? Em nghỉ chơi dép rồi. Tót cái là mấy bậc cầu thang rồi, xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bậc rồi. Trời ơi. Chấu chấu. Kéo lên tiếp đi, lên trên đi. Ủa ngã đấy. Đi xuống nha. Úi dồi, xuống không? À, bố cho xuống nhá. Mày ngã. À lên rồi, lên tiếp rồi. Nhìn cái mặt ngả ngét không? Ý. 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 À, bây giờ là phải trước đã phải che cái lưới nào rồi. Hiểm lắm. Đấy. Nè 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 nè. Bỏ ra khỏe. Đấy. Đấy, có nguy hiểm không? Nên đi, nhìn cái gì? Anh là mấy phát nó lên tầng 3 đâu. Ừ. Mông để ghét không đấy, vừa trèo này còn vừa nhảy nữa chứ. Đấy, nguy hiểm không? Đấy, thì nguy hiểm không? Đấy. Để tìm đồ để phá đấy. Chờ, đấy chờ. Đứng đây là này. Đứng luôn.